Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh có buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án nâng cấp cải tạo đường DT601 và dự án tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Tại dự án nâng cấp cải tạo đường DT601, đoạn đường chỉnh tuyến km 0+900 đến km 1+280, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân vật lực trên tinh thần làm ngày làm đêm để nhanh chóng đưa tuyến đường vào khai thác, sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đối với đoạn nút giao DT601 với đường Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh hoan nghênh sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố, cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công đã đáp ứng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Ban Quản lý cũng như các đơn vị thi công rất là nỗ lực và cũng được sự hỗ trợ của nhân dân. Cho nên đến thời điểm này thì tôi thấy là một số công việc mà Ủy ban thành phố chỉ đạo thì các đơn vị cũng đã triển khai và nỗ lực phấn đấu, tranh thủ cái thời tiết thuận lợi để mà xong trước 31 tháng 12 năm 2023 để mà bà con đi lại và ăn Tết dương lịch vui vẻ. Tại dự án tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, đoạn km 5+500 đến km 6+780, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án và đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để thông tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo cam kết với lãnh đạo thành phố. Đối với khu vực có đồi núi tại thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, với chiều dài khoảng 780 mét đồi núi có nguy cơ sạt lở, đơn vị tư vấn phải nghiên cứu phương án chống sạt lở để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định.